Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đường vào nhà cựu chủ tịch Phúc đã bị chặn. Đường dẫn vào nhà ông Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Thị Thanh Thủy, chuyên viên nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding. Cáo trạng này cho biết hai người này khoe với Phan Quốc Việt là họ có mối quan hệ với lãnh đạo. Cáo trạng chỉ nói đến đó và không đào sâu hơn rằng người lãnh đạo đó là ai. Hai người này phải có mối quan hệ thật thì Phan Quốc Việt mới kết nối. Việt không phải là loại gà mờ nên hai người này không thể nổ về những mối quan hệ không có thật mà có thể lừa được Phan Quốc Việt. Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh là người quen của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, tuy nhiên họ không phải là vợ con ông. Bộ Công an cố giấu giếm thân thế của hai người phụ nữ này thì xã hội sẽ làm việc đấy. Thông tin ngoài luồng cho biết Nguyễn Thị Thanh Thủy là em chú bác ruột với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bà Thủy là con gái ông Nguyễn Thung, là chú ruột của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Còn Nguyễn Bạch Thùy Linh được xác định không có quan hệ bà con gì cả với ông Nguyễn Xuân Phúc lẫn phu nhân của ông Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu. Tuy nhiên, chồng của bà Linh là con trai út của cố đại sứ Ngô Điền. Ông Điền quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là đồng hương với bà Trần Thị Nguyệt Thu. Quan hệ giữa hai gia đình ông Ngô Điền và gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc rất thân tình. Như vậy thì mối quan hệ với lãnh đạo của hai phụ nữ này là mối quan hệ khủng chứ không phải là khoác lác. Tuy nhiên, đường dây dẫn Tô Lâm đến nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị chặn từ đây. Có những mối quan hệ mà ông Bộ Công an không có quyền can thiệp tiếp. Vũ Chí Hùng, con rể ông Nguyễn Xuân Phúc, người được cho là đứng sau tập đoàn Trung Nam. Nhưng đường dẫn vào nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đâu chỉ có một vụ Việt Á mà là còn có con đường khác nữa. Được biết gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc không chỉ có một mình phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu là lợi dụng uy tín của ông, mà còn có con gái ông là Nguyễn Thị Xuân Trang và chồng cô ta là Vũ Chí Hùng. Vợ chồng này cũng không bỏ qua lợi thế có người cha đầy quyền lực để mà làm ăn lớn. Vụ trường Gateway để xảy ra sự cố học sinh chết trên xe đưa đón vào năm 2019 được cho là có bàn tay của Nguyễn Thị Xuân Trang sắp xếp để trường khỏi bị gây rắc rối. Bởi Trang là một trong bốn cổ đông của doanh nghiệp là chủ quản lý ngôi trường này. Còn Vũ Chí Hùng, con rể ông Nguyễn Xuân Phúc, được cho là người đứng sau tập đoàn Trung Nam đóng tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, và điều đặc biệt dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, ông thường đưa tập đoàn Trung Nam tới khởi công xây dựng dự án lớn của tập đoàn này. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là thủ tướng đã tới sự lễ khởi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này do tập đoàn Trung Nam trúng thầu, hiện nay là một ổ sai phạm, nếu khui ra thì có thể cũng là con đường dẫn vào nhà ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu khui dự án này thì có thể sẽ là một con đường nữa dẫn tới nhà ông Phúc. Mặc dù ông đã nghỉ hưu nhưng nó vẫn có nguy cơ với ông rất lớn. Vụ Việt Á còn rất nhiều đầu mối để khui ra chùm cuối, nhưng gần như mọi hướng điều tra đều bị bít lại. Vụ án chỉ được khui đến mức độ đấy, những phần nào ở thượng tầng đã ngã giá chính trị xong thì Tô Lâm xem như không được đụng đến. Ông Nguyễn Xuân Phúc được xem là khôn khi ông tận dụng tối đa cơ hội xuất hiện trước báo chí để thông báo rằng gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Dù sau đó thì câu nói này đã bị Ban Tuyên giáo cho tháo gỡ xuống, nhưng toàn dân đã biết. Đấy được xem là lá chắn chặng đường Tô Lâm kéo đến nhà ông cựu chủ tịch nước. Làm chính trị là phải thủ đoạn, là biết gài nhau để kẻ địch há miệng mắc quai, không thể làm gì được. Còn nếu tin vào lời hứa của những tay chính trị Đảng Cộng sản thì chuyện nuốt lời hứa không có gì là khó. Bởi một khi không có nhân chứng thì những lời khi đã hứa ngã giá trên bàn cờ chính trị sẽ trở nên vô nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đường vào nhà cựu chủ tịch Phúc đã bị chặn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ Việt Á sắp được đưa ra xét xử nhưng giá cả vẫn chưa chốt. Báo chí Việt Nam là loại báo chí công cụ. Vụ đại án dính đến nhiều nhân vật chính trị ở cấp trung ương như vụ Việt Á thì báo chí không được phép đưa tin sát sao theo đúng sự thật khách quan mà phải đưa theo lệnh của ban tuyên giáo của đảng. Tất cả các tờ báo đều đăng một tin giống nhau với góc nhìn giống nhau, trông cứ như đồng phục về tư tưởng vậy. Thông thường trước một vụ án lớn thì ban tuyên giáo chỉ đạo báo chí tạo dư luận theo ý của họ, tức là ý của đảng. Tuy nhiên cũng có lúc báo chí tạo dư luận cho một nhóm lợi ích nào đấy, nhóm có thể tác động đến ban tuyên giáo để chỉ đạo báo chí. Mục đích là để nhóm lợi ích đấy thu được thật nhiều lợi ích như có thể. Vụ án chuyến bay giải cứu trước đó ra giá 18 án ở khung hình phạt của án cao nhất là tử hình. Vụ chuyến bay giải cứu trước đây là một ví dụ khi đưa ra xét xử. Báo chí đã rầm rộ đưa tin về 18 án bị truy tố ở khung hình phạt có án tử hình mà cơ quan điều tra đã đưa ra. Ở khung này, mức án thấp nhất là 20 năm. Tuy nhiên, sự thật là cơ quan điều tra chỉ ra giá để phía bị cáo chạy tiền mua án. Kết quả là đa số các mức án đều nhẹ và không có án tử hình nào. Thông tin từ nội bộ cho biết, song song với phiên tòa diễn ra, là chợ mua bán công lý đằng sau hậu trường rất nhộn nhịp. Sau khi đạt được thỏa thuận thì hầu hết các bản án đều giảm đi nhẹ luôn, trừ 4 án trung thân cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận 16 năm tù, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng nhận án 12 năm tù. Số còn lại thì chỉ vào khoảng 6 đến 7 năm tù, đều dưới khung hình phạt rất xa. Ở vụ chuyến bay giải cứu, cấp cao nhất bị đưa vào vành móng ngựa là Thứ trưởng. Tuy nhiên, ở vụ án Việt Á, ra trước vòng bánh ngựa có cả bộ trưởng, những người thuộc quyền quản lý và bổ nhiệm vào Bộ Chính trị, nên báo chí cũng cẩn thận hơn. Vụ án Việt Á khởi tố trước vụ án chuyến bay giải cứu nhưng vẫn chưa chốt được án dành cho hai đại quan tham. Trước đây, Bộ Công an cho biết công ty Việt Á thu lợi khoảng 4.000 tỷ đồng và dùng 800 tỷ đồng để chi phí phần trăm ngoài hợp đồng bán kit xét nghiệm. Nhưng trong kết luận điều tra đã ban hành, xác định số tiền công ty Việt Á đã hưởng lợi bất chính chỉ còn có 1.200 tỷ đồng và số tiền chi ra để đưa hối lộ xuống còn có 106 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là vì sao có sự chênh lệch quá lớn giữa số 800 tỷ đồng ngoài hợp đồng và 106 tỷ đồng hối lộ? Nhiều người nghi ngờ Bộ Công an đã ém rất nhiều nhân vật quan trọng nhận tiền ngoài hợp đồng của Việt Á để mà giảm án. Cho số không biết nói dối, chỉ có Bộ Công an là nói dối với toàn dân. Cho nên ngay trong kết quả điều tra đã cho thấy có mùi. Ngay trong Bộ Công an, nơi ông Tô Lâm là Bộ trưởng đang đứng đầu. Đáng chú ý là mức án dành cho hai ông cựu Bộ trưởng với Trung Ngọc Anh, ông lại nhận 200.000 đô la Mỹ nhưng không bị truy tố về tội nhận hối lộ, mà chỉ bị truy tố về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Long thì lại bị truy tố về tội nhận hối lộ với số tiền lên đến hơn 2 triệu đô la Mỹ. Cơ quan tố tụng vẫn chưa thông tin cho báo chí về mức án đề xuất dành cho hai ông cựu bộ trưởng này. Ông Trung Ngọc Anh nhận 200.000 đô la nhưng lại được cơ quan điều tra né tội nhận hối lộ. Thị trường chạy án ở Việt Nam đang rất náo nhiệt, nhưng với những nhân vật cấp cao thì cần cẩn thận, đặc biệt là những nhân vật thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Có thể có những bản án không thể dùng tiền để mà mua, những vụ đấu đá chính trị cùng những nhân vật bị lôi ra vành móng ngựa là những kẻ cần phải bị loại khỏi vũ đài chính trị, thì dù có dư tiền cũng không thể mua án được. Cho nên, dân chạy án cũng rất dè chừng, cứ thấy án nào cũng tham gia chạy, thì có khi lại bị lôi ra tòa như Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, và Nguyễn Anh Tuấn,
cựu phó giám đốc công an Hà Nội đều bị tóm vì chạy án trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vụ chuyến bay giải cứu tưởng như nghiêm khắc nhưng hóa ra lại chỉ là một tấn tuồng với cơ quan tố tụng diễn trò hề công lý. Có thể vụ Việt Á sắp tới cũng chẳng khác gì là mấy. Ở vụ chuyến bay giải cứu, người bị hại bị cho ra rìa, những kẻ phạm tội dùng tiền đã cướp của dân để chạy án. Vụ Việt Á, người bị hại cũng sẽ chẳng được gì, và phiên tòa có thể cũng lại có cơ hội để bố máy tố tụng hút tiền từ những kẻ đã cướp tiền từ túi của người dân. Chúng ta hãy chờ xem vở tuồng sắp diễn ra thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vụ Việt Á sắp được đưa ra xét xử, nhưng giá cả vẫn chưa chốt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.